Trong tuần qua, tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức bế giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021. Đây là năm đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được Bộ Công an giao nhiệm vụ tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của công an các địa phương trên toàn quốc. Trong đó, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Bộ tiếp nhận huấn luyện cho gần 2.000 cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh và công an các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu. Trong thời gian 3 tháng, cùng với các chiến sĩ thuộc Bộ Công an các địa phương, 176 tân binh thuộc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã được đào tạo, huấn luyện những kiến thức, nội dung cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự võ thuật Công an nhân dân, trang bị các kỹ chiến thuật, khả năng chiến đấu và sử dụng thành thục vũ khí, công cụ hỗ trợ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công công tác tại công an các đơn vị địa phương. Kết thúc khóa huấn luyện, tất cả các chiến sĩ đều đủ điều kiện hoàn thành chương trình huấn luyện và được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 5 đồng chí được Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập. Ngay sau lễ bế giảng, Công an tỉnh đã tổ chức tiếp nhận đón các chiến sĩ mới về tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh. Tại đây, các tân binh sẽ được khám sàng lọc, theo dõi y tế, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trước khi được bố trí công tác tại công an các đơn vị địa phương.